chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Con Gái Miền Tây. Bây giờ là trưa rồi, nhưng mới ra ngoài giường nè, sáng giờ ở trong nhà thì tranh thủ học bài xong rồi làm video cho mọi người xem. Hôm nay thì Như sẽ làm món gì? Hôm nay thì Như sẽ định làm thử món bánh bao chỉ, nhưng dừa với đậu phộng xem là sẽ như thế nào. Tại vì ngày xưa đi học thì Như rất là thích ăn cái bánh này, và như là ngày nào Như cũng được một cái người bạn mua cho ăn hết trơn á. Mà đi tìm ở ngoài đường thì không có thấy bán. Tại vì trên cái đường mà bạn đó đi học ngang qua nhà bạn đó thì bạn mới có bán thôi. Và tự nhiên bây giờ nhớ lại thì Như muốn làm thử cái bánh đó, và cũng để nếm thử lại cái hương vị của bánh bao chỉ. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng làm chung với Như nhé. Đi thôi. Sẽ cho khoảng 120g bột nếp nha cả nhà. Tiếp sau đó Như sẽ cho bột gạo vô, khoảng 80g bột gạo. Gram bột năng. Sau khi cho sữa tươi vào xong thì Như sẽ quậy đều cái phần bột này lên. Như mới vừa bữa cái dừa ra xong thì cái nước dừa thì mình không có sử dụng, mình chỉ sử dụng cái cơm dừa này để mình làm cái phần nhân thôi. Bây giờ Như nạo ra cái đã. Đây là phần dừa mà Như mới vừa nạo xong, toát mồ hôi luôn á cả nhà. Giờ Như sẽ cho vô đây đậu phộng. Đậu phộng này Như rang rồi. Giờ một xíu mè cho nó béo béo. Sau đó thì Như sẽ cho vô đây là khoảng 100g đường, cho cái nhân của mình nó ngọt á. Đó, trộn đều lên. Trộn đều cái chỗ này lên. À quên nữa, cho vào đây thêm 2 muỗng cà phê bột năng nữa nha cả nhà. Như sẽ cho một xíu dầu ăn vô chảo. Chảo nóng lên rồi Như sẽ cho cái phần nhân vô.
trộn đều tới khi nào mà nhân của chúng ta nó sẽ dính sệt lại với nhau á. Tại vì nãy như cho thêm 2 muỗng bột năng vô á, nó sẽ kết dính với nhân của mình hơn. Nhân của mình đã dính lại hết trơn rồi. Sau đó thì mình sẽ để đem ra ngoài và để nguội một xíu. Tiếp tục thì mình sẽ đi làm cái phần vỏ bánh. Tiếp tục cái phần vỏ bánh thì Như sẽ lọc cái phần bột này ra. Rất thơm sữa tươi á cả nhà. Xong Như sẽ đem đi hấp. Nước sôi rồi ha, mình sẽ đem đi hấp cái chỗ bột này nha. Tiếp theo là về cái phần nhân này, sau khi rửa tay sạch sẽ thì Như sẽ nặn vo thành từng cục tròn tròn nhỏ nhỏ như thế này. Để một xíu Như sẽ khi mà làm cái vỏ bánh xong rồi đó, mình sẽ để cái nhân vô luôn cho nó nhanh. Còn hơi ấm ấm nóng nóng à, là mình sẽ giò hoặc là cứng. Sau khi rửa tay sạch sẽ rồi nên giò nha cả nhà. Như đã rửa tay sạch sẽ rồi, giò cho nó cứng cái nhân, để khi mà mình giò vô trong cái bánh nó sẽ không có bị bở. Như vậy là được một cái nhân. Thì sẽ cho ra cái dĩa để ở ngoài đây. Cái phần bột của Như là nó cũng được lắm rồi nè, Như mới vừa lấy ra luôn nè cả nhà. Sợ vậy là được rồi, mình sẽ để cho nó nguội một chút xíu, nó còn ấm ấm á thì mình mới làm được. Chứ giờ nóng dữ lắm, nặng cái vỏ bánh là phỏng tay luôn á. Để cho nó nguội xíu. Quá trời thơm sữa tươi. Chỉ gom nó lại. Thì nguội xíu. Sau khi mà bột nó hơi nguội nguội rồi đó thì Như sẽ cho ra tấm thớt với cái phần bột áo này là bột năng này, Như sẽ xào sơ qua rồi nha cả nhà. Bây giờ Như sẽ thử gói một cái chiếc bánh bao nha cả nhà. Chua cha lần đầu tiên làm không biết sao đây. Như sẽ cho cái nhân vô. Như sẽ lặn xuống như thế này. Cả nhà ơi, Như đã làm xong bánh bao chỉ rồi đây. Cả nhà có thấy hấp dẫn không? Chứ Như thì Như thấy cái thơm, cái mùi sữa trong cái vỏ bánh Như lắm rồi. Sau một thời gian quần quật với bột thì Như đã hoàn thành được 10 cái bánh bao. Rất chi là hấp dẫn luôn đấy cả nhà. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng thưởng thức với Như nhé. Thơm lắm luôn. Cái bột năng này thì Như đã xào sơ qua rồi, cho nên là bột năng thì đã chín rồi. Mọi người khỏi phải lo là ăn sẽ bị đau bụng nha cả nhà. Mình đã chế biến sơ qua rồi. Bây giờ thì mình sẽ sắn thử cái bánh bao này nha. Cả nhà có thấy hấp dẫn không? Múc lên cho cả nhà xem nha. Đây ạ. Dính miếng lá chuối màu xanh luôn ha. Mà không sao. Hấp dẫn chưa? Bây giờ thì xin mời cả nhà nha.
rất là béo, và ăn mình cảm giác như là nó tan ở trong miệng mình vậy đó. Và khi mình ăn đến cái nhân á thì mình cảm thấy như là dừa nó sực sực nè, đậu phộng nó béo béo, cộng thêm một chút ngọt ngọt của đường nữa. Cảm giác nó hòa quyện với nhau tạo nên một cái hương vị rất là đặc biệt. Và ở đâu đó thì mình thấy là có một số người ta kêu là bánh ít trần, nhưng mà không phải. Bánh ít trần á là nó có nhân thịt ở trong, còn hoặc là thịt heo hoặc là thịt vịt. Còn bánh bao chỉ thì nó sẽ là nhân dừa và nhân đậu phộng. Cái thứ hai nữa là nhân đậu xanh. Thì đây là một cái cách làm bánh bao chỉ cũng khá là dễ, cho nên là mình sẽ để cái công thức ở dưới. Nếu như mà mọi người nào mà có cảm hứng muốn khám phá, muốn làm bánh á, thì mọi người hãy sử dụng cái công thức này, bởi vì Như đã làm và đã thành công. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video làm bánh bao chỉ của mình nha. Không ngờ là nó lại làm dễ như vậy và ăn cũng rất là ngon đó. Còn bây giờ thì xin một phút để mọi người ơi, nếu như mà mọi người thấy video này hay thì mọi người hãy để lại cho mình một đăng ký và nhớ là nhấn cái chuông thông báo kế bên để xem những video mới nhất của mình. Và đừng quên là để lại một bình luận để cho mình cái nhận xét, để mình sẽ rút kinh nghiệm trong những video về sau. Và mình sẽ làm rất nhiều video về nấu ăn. Và nếu như mọi người nào có cái ý tưởng thì hãy comment ở dưới, Như sẽ đọc và Như sẽ xem xét, nó sẽ là ở trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt.